10. Phẩm bất tư nghì. Khi ấy Trời Đế Thích nghĩ, nếu có người chỉ nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì nên biết người đó đã từng cúng dường chư Phật và phát thệ nguyện rộng lớn, vốn là người có thể thọ trì đọc tụng biên chép giảng thuyết cho người khác như lời dạy tu hành, thì nên biết người này đã ở chỗ vô lượng Phật quá khứ gần gũi cúng dường trồng nhiều căn lành, từng được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghe xong thọ trì đọc tụng biên chép giảng thuyết cho người khác như lời dạy tu hành. Hoặc đối với kinh này thường hỏi thường đáp, nhờ năng lực phước của đời trước nên này thành tựu được việc này. Nếu các hữu tình đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, công đức đã thuần tịnh, thì nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tâm người đó không kinh không sợ, chẳng khiếp. Xá Lợi Tử biết tâm niệm của Trời Đế Thích liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể sanh tin hiểu, thì nên biết người này giống như các đại Bồ Tát bất thối truyền. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế lý thú sâu xa, rất khó tin khó hiểu. Nếu người ở đời trước tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa dài lâu, ở trước Phật thưa hỏi lắng nghe lãnh thọ, chẳng ở chỗ Phật trồng nhiều căn lành, thì đâu có thể mới vừa được nghe liền có thể tin hiểu. Hoặc có người nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, hủy báng chống đối, thì nên biết người này đời trước đã hủy báng chống đối Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì sao? Vì người ngu như thế ít có căn lành, nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không sanh lòng tin thanh tịnh, chưa từng thưa hỏi Phật và các đệ tử nghĩa sâu xa, nên nghe thuyết nghĩa thú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hủy báng chống đối. Trời Đế Thích thưa hỏi Xá Lợi Tử: Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế lý thú sâu xa, rất khó tin hiểu. Có các người tin ưa tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chưa lâu, nghe nói về nghĩa thú sâu xa trong đó không tin hiểu, chưa phải là hiếm có. Nếu người lễ kính Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tức là lễ kính Trí Nhất Thiết Trí. Xá Lợi Tử bảo: Đúng vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Vì sao? Kiều Thi Ca: Vì sự đắc trí nhất thiết trí của Như Lai đều từ Bát Nhã Ba La Mật Đa mà sanh ra. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lại nhờ trí nhất thiết trí của Như Lai mà có. Kiều Thi Ca: Các chúng Bồ Tát nên hành như thế, nên trụ như thế, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế. Khi ấy Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các chúng Bồ Tát làm cách nào để gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, để gọi là trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, để gọi là học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa? Bấy giờ Phật khen Trời Đế Thích: lành thay, ông nương năng lực của Phật nên mới có thể hỏi Như Lai nghĩa sâu xa như thế. Kiều Thi Ca, các chúng Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu không trụ sắc thì cũng không trụ đây là sắc, như vậy là học sắc. Nếu không trụ thọ tưởng hành thức thì cũng không trụ đây là thọ tưởng hành thức, như vậy là học thọ tưởng hành thức. Lại nữa, Kiều Thi Ca, các chúng Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu không học sắc thì cũng không học đây là sắc, như vậy là không trụ sắc. Nếu không học thọ tưởng hành thức thì cũng không học đây là thọ tưởng hành thức, như vậy là không trụ thọ tưởng hành thức. Kiều Thi Ca, như vậy gọi là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cũng gọi là trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cũng gọi là học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch bạch